Em chào các bác nhé. Hôm nay em lên núi để đi ăn cưới. Đây là toàn thể bà con ở dưới núi đi lên trên nhé. Đi neo mất khoảng độ 3 cây số đường núi này các bạn. Mới đầu ai cũng mặc áo rét nên đây cũng ai cũng cởi hết áo rét này. Thở mồm mũi cả tai rồi các bạn. Vâng, mong các bác hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh giúp em nhé. Đây là cảnh chỗ em nghỉ giải lao rồi các bạn. Đây, em đến nơi, đây là chủ nhà ra đón này. Đây là cô dâu này, bên cạnh cô dâu đây là phù dâu bên cạnh này. Và bên này là chú rể đây, đây là phù rể nhé, các bác nhé. Trước tí say không quên mất nên đây chắc chắn phải bị uống rượu rồi các bạn. Đây là mâm cỗ của người vùng cao nhé các bác nhé, đặc biệt có món măng vầu luộc đây các bác này. Thôi uống đi nha. Cảm ơn thắng mi nữa. Đâu đâu đâu. Quên nhỉ. Ôi chết rồi. Mình đứng dậy phát mình to quá là chết để ăn nè. Thôi uống đi, uống năm chơi mới chơi là cũng nay chủ nhà mời anh em mời trong mâm. Mừng vui cho kiếm con gái để chồng. Đây mừng, đây là bà ngoại. Bà ngoại mừng chưa? Cố gắng lên đi. Đó, mấy năm 76 rồi. Nhiều
Đây là tục lệ gì? Mày lên nhà chơi. Em dùng cơm xong rồi, giờ em vào trong nhà bếp. Thì châu nhà mày ngủ à? Châu nhà, lợn nhà, gà nhà. Thank you.